Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Của phi nghĩa chẳng được ích chi, song sự công bình giải cứu khỏi chết. Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói khát, nhưng Ngài xô đuổi sự ước ao của kẻ ác đi. Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn, còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có. Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan, song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục. Có phước lành giáng trên đầu kẻ công bình, nhưng miệng kẻ ác giấu sự cường bạo. Kỷ niệm người công bình được khen ngợi, song tên kẻ gian ác rụt đi. Người có lòng khôn ngoan nhận tiếp những điều răn, nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã. Người nào theo sự ngay thẳng đi vững chắc, còn kẻ làm cong vạy đường lối mình bị chúng biết. Kẻ nào nheo mắt làm cho ưu sầu, còn ai có miệng ngu muội bị sa ngã. Miệng người công bình là một nguồn sự sống, nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo. Sự ghen ghét xui điều cãi lộn, song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm. Trên môi miệng người thông sáng có sự khôn ngoan, nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu. Người khôn ngoan dành để sự tri thức, nhưng tại cớ miệng kẻ ngu muội, sự bại hoại hồng đến. Tài sản kẻ giàu có là cái thành kiên cố của người, song sự hư nát của người khốn khổ là sự nghèo nàn của họ. Lao khổ của người công bình hướng về sự sống, còn hoa lợi kẻ hung ác chiều về tội lỗi. Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống, nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc. Người giấu sự ghen ghét có môi dối giả, và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại. Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là người khôn ngoan. Lưỡi người công bình giống như bạc cao, còn lòng kẻ hung ác không ra gì. Môi miệng người công bình nuôi dạy nhiều người, nhưng kẻ ngu dại chết vì thiếu trí hiểu. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Kẻ thiếu trí hiểu coi sự làm ác như chơi, nhưng người thông sáng thích sự khôn ngoan. Điều gì kẻ hung ác sợ sệt, ắt sẽ xảy đến cho nó, nhưng kẻ công bình sẽ được như ý mình ước ao. Khi gió trốt thổi qua, kẻ hung ác không còn nữa, song nền của người công bình còn đến đời đời. Như giấm ghê răng, như khói cay mắt, kẻ làm biếng nhác đối với người sai khiến nó là vậy. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng, còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi. Sự trông mong của người công bình giáp sự vui vẻ, còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ hư mất đi. Con đường của Đức Giê-hô-va như một đồn lũy cho người ngay thẳng, nhưng nó là sự bại hoại cho kẻ làm ác. Người công bình chẳng hề bị rúng động, song kẻ ác không được ở trên đất. Miệng người công bình sinh sự khôn ngoan, duy lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị trút. Môi người công bình biết điều đẹp ý, nhưng miệng kẻ hung ác chỉ nói sự gian tà. Chương 11. Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.
Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa. Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. Sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ, còn sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó. Trong ngày thịnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả, duy công bình giải cứu khỏi sự chết. Sự công bình của người trọn vẹn ban bằng đường lối người, nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã. Sự công bình của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ, song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình. Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị diệt. Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn, rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người. Kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận mình, còn các người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi. Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình, nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng. Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng, song tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ. Kẻ nào khinh dễ người lân cận mình, thiếu trí hiểu, nhưng người khôn sáng làm thinh. Kẻ đi theo lẽo, tỏ ra điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc. Dân sự sa ngã, tại không chính trị, song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn. Người nào bảo lãnh cho người ngoại ắt bị hại, nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh bèn được bình an vô sự. Người đàn bà có duyên được sự tôn trọng, còn người đàn ông hung bạo được tài sản. Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình, còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình. Kẻ giữ ăn được công giá hư giả, song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn. Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống, còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình. Kẻ có lòng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài. Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt, song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi. Một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dẻ dặt khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo. Sự ao ước của người công bình chỉ là điều thiện, còn điều kẻ ác trông đợi ấy là cơn thịnh nộ. Có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội. Kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra. Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển, nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó. Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị siêu ngã, còn người công bình được xanh tươi như lá cây. Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp, còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khôn ngoan. Kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng, phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội. Chương 12. Ai ưa điều sửa phạt, ưa sự tri thức, nhưng kẻ ghét sự quả trách là ngây dại. Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác. Loài người chẳng phải vì hung ác mà được lập vững bền, song rễ người công bình chẳng bị lay động. Người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng, còn vợ làm xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người. Tư tưởng người nghĩa chỉ là công bình, song mưu luận kẻ ác đều là giả dối. Các lời kẻ hung ác rình rập làm đổ huyết ra, song miệng người ngay thẳng giải cứu người khỏi. Đánh đổ kẻ hung ác
thì họ chẳng còn nữa, nhưng nhà người công bình còn đứng vững. Người ta được khen ngợi tùy theo sự khôn sáng mình, còn kẻ có lòng tà vại sẽ bị khinh dễ. Thà một người ở bậc hèn hạ và có tôi tớ, còn hơn kẻ tự tôn mà lại thiếu ăn. Người công bình coi sóc sự sống của súc vật mình, còn lòng thương xót của kẻ dữ khác nào sự hung bạo. Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật, còn ai theo kẻ biếng nhác thiếu trí hiểu. Kẻ hung ác tham lam của hoạnh tài, song rễ của người công bình sinh bông trái. Trong sự vi phạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại, nhưng người công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn. Nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ được no đầy phước, và người ta sẽ được báo lại tùy theo việc tay mình đã làm. Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì, còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình. Kẻ nào nói thật rao truyền sự công bình, song kẻ làm chứng gian phô sự giả dối. Lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Môi chân thật được bền đổ đời đời, song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại, nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hòa bình. Chẳng một tai họa nào xảy đến cho người công bình, song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn. Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song ai ăn ở trung thành được đẹp lòng Ngài. Người khôn khéo giấu điều mình biết, còn lòng kẻ ngu muội xưng ra sự điên dại mình. Tay người siêng năng sẽ cai trị, nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch. Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình, còn cắt nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng. Kẻ biếng nhác không chiên nướng thịt mình đã săn, song người siêng năng được tài vật quý báu của loài người. Sự sống ở nơi đường công bình, trên lối nó không có sự chết. Thi Thiên 25. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi hoặc các sự vi phạm tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nhân danh Ngài, xin hãy tha tội ác tôi vì nó trọng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an, và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ sở chân tôi ra khỏi lưới. Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều.
Xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn. Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi và tha các tội lỗi tôi. Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi vì chúng nó nhiều. Chúng nó ghét tôi cách hung bạo. Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi và giải cứu tôi. Chớ để tôi bị hổ thẹn vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi vì tôi trông đợi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chuộc Israel khỏi hết thảy sự gian truân người. Chương 4. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. Do vậy có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphê, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng: bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng: hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau rằng: chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngâm dọa, cấm họ từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ, không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệc, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy, họ lại ngâm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Vả người đã nhờ phép lạ cho được chữa bệnh đó là người đã hơn 40 tuổi. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng: vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích? Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Vả Herod và Pontius Pilate với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Này, xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh
giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre. Có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Chương 5. Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngàn ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngàn ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ, thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: Đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điều các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: Chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kế đó, quan coi đền thờ và các kẻ sai cùng đi đến nơi, bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: Chúng ta đã cấm nhặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao?
Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. Nhưng một người Pha-ri-si tên là Gamaliel, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó người nói rằng: hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này. Trước đây Theuda dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ 400 người theo hắn. Hắn bị giết và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Giuđa người Galilê dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Nay ta khuyên các ngươi, hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta thì sẽ tự hư đi, nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giê-xu mà giảng dạy. Đoạn tha ra. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-xu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giê-xu, tức là Đấng Christ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.